Tôi Thánh Hằng và Thái Hoàng xin công bố được kết quả tối hôm nay. Nhưng mà trước khi đọc xin... đọc cái thô đồ đó thì có một nhóm bạn trẻ ở từ Phila đến đây, là mấy em rất là trẻ và rất là dễ thương. Mấy em đã ủng hộ thêm 80 đồng trong tiền donation ngày hôm nay. Quý vị một tràng pháo tay cho các em ở Phila tới. Rất là có lòng. Và sau đây là công bố kết quả. Cái tiền mà donation chúng tôi thu được là 11.157 đồng. Tiền lịch của Thanh Hằng và DVD của Mưa Rừng được 100 đồng. Sổ số bán được 475 đồng. Và thiệp của Lửa Việt bán được 82 đồng. Tổng cộng số tiền thu được ngày hôm nay cho Vina HF, Hội Từ Thiện Vina HF là 13.837 đồng. Kính thưa quý vị, xin quý cảm ơn toàn thể quý vị. Quý vị ơi, một lần nữa, quý vị cho chính quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Please give yourself a big hand. Thank you very much. Và sau đây, sự trở lại của nữ ca sĩ Lê Uyên Nhi. Mùa đông chưa xa, mùa quê ta quay trên môi.
chơi.